Hai video trước thì mình cũng đã build hai NPC với cái cỡ là ATX to hầm hố rồi. Và để đổi gió cho ngày hôm nay thì mình sẽ đến với nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Em này thật có kích cỡ là mini ATX. Mục tiêu của mình ngày hôm nay đó chính là xây dựng một em máy có giá thành từ 40 triệu quay đầu. Bên cạnh đó thì sử dụng CPU thế hệ đời thứ 10 mới nhất hiện nay. Và đặc biệt thì phải có khả năng chơi game mượt mà cũng như là livestream mượt mà từ các cái tựa game online phổ biến hiện nay như là Liên Minh, CSGO, Dota 2 hay là Apex Legends cho tới các cái tựa game đòi hỏi cấu hình cao hơn giống như là Battlefield 5 ở độ phân giải Full HD dành cho YouTube cũng như là Facebook Gaming. Nếu như bạn là một game thủ ưa thích sự đơn giản và nhỏ gọn, hay bạn là một người mới chuẩn bị bước chân vào thế giới showbiz gaming thì đừng rời màn hình nhé, chúng ta hãy cùng đi đánh giá chi tiết nhân vật chính ngày hôm nay thôi. Việc xây dựng một hệ thống nhỏ gọn, đặc biệt có kích thước ITX như thế này là điều không hề dễ dàng. Các bạn không thể lựa chọn những linh kiện đắt tiền nhất và ghép vào với nhau như là những bộ máy có kích thước lớn ATX được, mà các bạn cần tìm hiểu kỹ càng về khả năng tương thích và sự hòa hợp giữa tổng thể các linh kiện để đem lại một hiệu năng tốt nhất mà vẫn phải đảm bảo khả năng tản nhiệt hay là độ ồn khi mà hoạt động. Về linh kiện của em máy này thì mình sẽ để chi tiết ở dưới phần mô tả, cũng như là những cái linh kiện có thể thay thế thì mình sẽ nói ở phần sau, vì dù gì đi chăng nữa chúng ta cũng không thể nào mà bó hẹp trong việc mà chỉ xây dựng một bộ máy với những linh kiện mà mình đã đưa ra, phải không nào? Khi lựa chọn những bộ máy ITX, tốt nhất thì các bạn hãy lựa chọn vỏ cây đầu tiên bởi vì nó quyết định lớn nhất đến các linh kiện bên trong. Hiện tại thì có khá nhiều mẫu vỏ cây ITX khác nhau, nhưng mà mình vẫn có ấn tượng đặc biệt với lại Fantech Ship E. Nếu như phiên bản Ship X bị cho là mất đi cân đối bởi chiều dài quá khổ, hay là Ship thường thì cực kỳ bí bởi hai mặt hông ốc kính cường lực, thì đến Ship E lại trở nên thoáng hơn nhiều bởi mặt lưới hai bên hông để lưu thông gió. Thiết kế của dòng Ship nói chung hay là Ship E nói riêng lúc nào cũng đem lại một cảm giác rất sang khi mà đặt lên bàn. Hiện tại thì mình chỉ có duy nhất trên tay mẫu tỏa nhiệt Cooler Master ML120 RGB là có thể lắp vừa vào chiếc Ship E này, nên có vẻ không ổn lắm nếu như chúng ta lắp Core i7. Với hiệu năng của một chiếc All-in-One cỡ 120mm được đặt trong một vỏ cây nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thì mình nghĩ sử dụng CPU Core i5 10600 là đủ. Lý do tại sao mình lại sử dụng 10600 đó chính là về khả năng sung của em đấy thì rất là cao, và khi mà chúng ta livestream thì sẽ ngốn CPU là chính, phải không nào? Thực ra thì ở những video trước thì mình cũng có nói đến phần CPU Core i5 10400 cũng như là 10500 có thừa khả năng để livestream. Thế nhưng mà nếu như các bạn có dư giả tiền thì tội gì mà không sử dụng 10600, sẽ mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm mượt mà hơn khi mà livestream đấy. Để giữ cho mức đầu tư hợp lý thì mình chọn combo ASUS B460i Strix cùng với lại Gigabyte RTX 2060 Super Gaming OC. Do bản thân cây không hỗ trợ card 2.5 slot như là Strix hay là Aorus, mặc dù đến từ hai thương hiệu rất khác nhau và có phần là đối thủ trực tiếp, thế nhưng mà tông màu xám đen của chúng thì lại đem lại một cái gì đó mình thấy rất là hòa hợp. Điểm trừ duy nhất đó là để hiệu chỉnh màu sắc thì chúng ta sẽ phải sử dụng hai phần mềm khác nhau là RGB Fusion và ASUS Armory Grade. Nhưng đèn LED của chiếc 2060 Super thì hoàn toàn bị che mất rồi, nên mình nghĩ không phải cài RGB Fusion làm gì cả. Armory Grade là đủ rồi đấy. Như trong video lần trước thì mình có nhớ nhầm là Core iGen 10 hỗ trợ RAM 2666, thế nên là có chọn nhầm kit Antec Memory 16GB 2666MHz. Nhưng mà lần này thì mình sẽ sửa sai bằng cặp là Corsair Vengeance 3000MHz để tối đa hóa từ hiệu năng cho tới màu sắc của hệ thống. Về dung lượng lưu trữ thì hãy dùng tối thiểu một chiếc SSD 500GB nhé. SSD chuẩn 2.5 inch SATA thì có vẻ là kinh tế hơn, nhưng mà đối với những hệ thống ITX này thì hãy dùng NVMe, bởi vì các bạn sẽ bớt đi được rất rất nhiều khoản đi dây đấy. Cuối cùng là về nguồn, do hiện tại thì mình chỉ có trên tay chiếc Corsair SF750, thế nên là phải sử dụng nó mà thôi. Nhưng thật sự thì chiếc SF750 này đối với mình là khá thừa, bởi vì bộ máy này chỉ cần nguồn 650W là như FSB Docker 650 là đủ rồi, mà lại còn tiết kiệm được khoảng hơn 1 triệu đồng. Trước khi đi đến phần hiệu năng chi tiết thì mình muốn chia sẻ với các bạn về cái trải nghiệm của mình trong cái quá trình lắp em máy này. Thực ra Fantech thì bao giờ cũng vẫn là như vậy, họ luôn thiết kế cây của mình theo cái module nó dễ dàng đóng mở và các phụ kiện thì bao giờ cũng đầy đủ. Nhưng với chiếc Ship E này thì có lẽ là họ hơi thiếu tính toán một chút, bởi nếu sử dụng những chiếc card 3 quạt như là Gigabyte WinForce thì các bạn sẽ buộc phải ốp card vào sau lưng main vì chiều dài resize không đủ để xoay quạt ra ngoài mà không làm vướng nguồn. Nếu như mà muốn mát nhất ấy, thì có cách là chúng ta sẽ dùng những cái card có 2 quạt hay là 1 quạt mà thôi. Thế nhưng mà tại thị trường Việt Nam hiện nay, khi mà chúng ta muốn tìm những VGA gaming cao cấp 2 slot mà lại còn ít quạt thì có vẻ là hơi khó, ít nhất là vào thời điểm mà mình đang quay video này.
Điểm thứ hai cũng liên quan đến chiếc Ship Air này là do tối giản kích thước. Mặc dù hỗ trợ một all-in-one rad 120mm nhưng mà chỉ có thể gắn tối đa một quạt mà thôi. Lý do vẫn như cũ, đó là ba quạt thì quá dài. Việc gắn một quạt có lẽ sẽ khiến hiệu năng của chiếc ML120R này bị giảm kha khá. Điển hình là tính năng ASUS Performance Enhancement mà mình đã nói ở video trước, thì nút thắt tản nhiệt ngay lập tức xuất hiện khi xung CPU không ổn định chút nào và nhiệt độ thì ngay lập tức vọt lên tới 100 độ C. Điều này mình thấy khá dễ hiểu bởi một phần chiếc ML120R này đang hoạt động chưa đúng với công suất cũng như độ thông thoáng khí là chưa đủ. Do đó mình buộc lòng phải tắt tính năng này đi, mặc dù nó rất hay để giữ ổn định nhiệt độ hệ thống ở mức khoảng 88 độ C cho CPU và 70 độ C cạp màn hình khi mà livestream. Tuy chưa hẳn là mát mẻ thế nhưng mà chắc chắn so với 100 độ C thì vẫn mát hơn rồi phải không nào? Thực ra thì vấn đề về nhiệt độ thì luôn là cái vấn đề cố hữu đối với những cái dòng ITX như thế này, và mình thì sẽ cố gắng giảm nhiệt độ của em nó xuống ở các video sau với những cái tản nhiệt tốt hơn xem sao. Thế nhưng mà chúng ta hãy dừng vấn đề nhiệt độ ngay tại đây thôi, vì các bạn phải quay lại vấn đề chính, đó chính là cái hiệu năng mà chúng ta khi mà chúng ta livestream. Thực ra thì với những bạn mà mới bước chân vào livestream game thì mình nghĩ là không cần phải đạt đến cái mức độ là 4K hay là 2K đâu, mà thực ra là ở cái mức độ Full HD 30fps mình nghĩ là khá đủ rồi. Và đây thì cũng có thể được nói là cái hiệu năng cực đỉnh của em máy này. Mình sẽ thử nghiệm với ba loại game khác nhau. Một là những tựa game eSports đơn giản như là Liên Minh hay là CSGO. Hai là những tựa game eSports mới hơn và cần cấu hình nặng hơn một chút, bao gồm PUBG và Apex Legends. Cuối cùng là những tựa game AAA gồm Battlefield 5 hay là Shadow of the Tomb Raider. Để các bạn có sự hình dung rõ ràng hơn về việc live ảnh hưởng thế nào đến PC của chúng ta nhé. Và với thiết lập live cơ bản sử dụng phần mềm OBS, bao gồm có độ phân giải Full HD, 30 khung hình trên giây, sử dụng bộ giải mã H264 với thiết lập Faster và BBS 6000, thì hiệu năng trung bình của chúng ta chênh lệch không nhiều và vẫn giữ được ở mức trên 100fps, đặc biệt trong Apex, PUBG hay là CSGO với mức FPS trung bình lên tới là 144fps. Thế nên là các bạn có thể yên tâm không bị phung phí màn hình 144GHz đâu nhé. Mức FPS trung bình là vậy, nhưng FPS 1% low hay còn gọi là FPS bị drop bất ngờ khi gặp cảnh nặng thì lại có sự chênh lệch khá lớn, và có sự rõ rệt nhất là ở CSGO khi mà chênh nhau tới 40%. Tất nhiên là mức 1% lâu cũng không xuất hiện quá nhiều, thế nên là các bạn cũng không cần phải lo ngại lắm. Và những trải nghiệm của mình khi mà chơi game thì vẫn rất mượt mà, và kể cả người xem thì cũng vậy luôn đấy. Tổng chi phí cho bộ máy này ở đầu video các bạn có thể thấy thì đấy là giá chưa bao gồm các cái chương trình khuyến mại mà mình có để ở dưới phần mô tả của video. Đương nhiên thì với chi phí mà để lắp đặt những cái em máy cỡ nhỏ như thế này thì chắc chắn bao giờ cũng sẽ cao hơn rồi, bởi vì cái gì càng nhỏ thì sẽ càng đắt phải không nào? Còn cảm nhận đặc biệt ra sao thì cái này sẽ dành cho tất cả các bạn. Còn bây giờ thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của chúng mình để đón chờ những cái video tiếp theo. Còn bây giờ thì dành một phần cuối cho các bạn, đó chính là về bình luận sản phẩm nào mà các bạn thích nhất và muốn mình review trong cái video tiếp theo, trong ba sản phẩm mà đầu video mình có nói. Đó chính là một chiếc bàn phím cơ. Đó. Sản phẩm thứ hai, đó là một chiếc ấm nước siêu tốc đến từ một thương hiệu chuyên sản xuất đồ gaming gear, và đặc biệt là hiện nay thì đang hot hit với lại dòng ghế gaming giá rẻ. Và sản phẩm cuối cùng đó chính là một cặp đôi tai nghe iPhone có giá là đâu đấy khoảng 300 USD đô USD âm phủ đó. Các bạn thích sản phẩm nào trong những sản phẩm dưới đây thì hãy bình luận xuống cho dưới để cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.